Hello, xin chào anh em nha. Rất vui được gặp lại anh em trên cái kênh YouTube của Đinh Nguyễn. Thì cái cục máy này là cái video mà trước á, 307 á, mình đã quay cho anh em xem là của một anh gửi lên cho mình ở miền Tây á. Ủa, miền Tây, Kiên Giang phải không ta? Trung Quốc Kiên Giang đó anh em. Xe này là xe Trung Quốc. Nhưng mà ảnh mua đầu lòng rồi đây. Đây đầu lòng nè. Đó. Đó đầu à. Lòng lòng em pha. Rồi cái dên cũng cái dên xịn luôn, bộ nồi xịn. Mình đã quay video trước rồi ha, làm đồ rồi. Thì bây giờ mình mới ru đai nó xong nè anh em. Cái bình xăng này của khách gửi lên, nhưng mà nó có cái hiện tượng là hơi bị dư xăng. Này nói cho khách biết luôn, nó dư xăng. Nếu mà xe này thì khách đi cái bình xăng 100 là mình nghĩ ok nhất. Lợi xăng tròn tụi máy ha. Bình xăng này nó hơi dư một tí. Thì cái đó là nói cho khách biết luôn. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe cái tiếng máy em không ha. Rồi mình thử bơm nhớt rồi luôn. Em đạp nổ máy. Nổ máy giùm anh đi. Máy nổ lên anh em. Em qua thử bơm nhớt đi. Mở thử bơm nhớt đi. Nhớ cái bom rất mạnh nha anh em. Còn cái tiếng máy em ra em bịch sơ cái bô lại em. Cái này là cái bịch ít thôi. Này cái tiếng bô e này anh em nghe máy nha. Này mình bịch cái bô e lại nha anh em. Nè bô e nó cọt lớn lắm. Nồi nè anh em. Đó. Rồi thả bô ra đi em. Cái bình này nó hơi dư xăng một tí. Cho nên cái máy nó đi ga lớn thì rất là ngon, nhưng mà ga nhỏ thì ga anti nó hơi bật nhẹ nha anh em. Rồi ở đây thì cái nắp xúc bắp của khách nó tè le rồi, mình cũng đưa cái nắp khác cho khách xài nha. Cái này mình bỏ vô thùng, mình gỡ gì dưới luôn trọng luôn đi. Mà lắp bây giờ làm xe sợ quá. Sợ ta nói mình đổi đồ, rất là ngại luôn. Bây giờ em vô. Vô số 1 2 3 4 đi anh thử cái Amaya. Vô hết số hôm trước. 1 2 3 vô hết đi. Hết chưa? Vô nữa đi, bị lỡ rồi. Amaya đè tăng trước á. Đè giữ nha. Đè Amaya nè anh em. Rồi thả coi. Đè lại coi. Rồi ok. Hai. Rồi ok. Giờ em trả sao 4 cái cho về số 0 đi. 1 2 3. Trả cái nữa. Lỡ rồi rồi. Lấy cái đồ thử báo số đi, đưa đây. Thử báo số cho khách luôn anh em ơi. Đây cái này kẹp vô đây nè, cho nó ăn điện chỗ dây xanh đó. Đây, thử kéo ra. Thôi kẹp để thử máy thôi có không đó. Rồi ăn rồi đó. Rồi. Giờ số 0 phải không? Nè cầm đây. Đây số 0 rồi, thử vô cái dây đây dây góc này. Được vô. Đó số 0 nè anh em. Rồi vô số 1 đi. Số 1. Đây dây bên đây. Ừ. Ủa không phải vậy đó hả? Dây dưới này. Rồi số 2 rồi thử tiếp đi. Vô số nữa. Số 3 dây kế tiếp. Rồi ok. Số 4. Dây kế tiếp. Rồi đầy đủ 4 số nha anh em. Đã mấy cái làm sao là số 0 á. 1 2 3 rồi ok. Lấy dây ra đi. Đã thử số rồi, hết cho khách rồi nha. Chỉ có điều bình xăng này của khách khách mua khách làm gì đó không biết, nhưng mà mình nói trước bình xăng này nổ hơi hao xăng đó. Thì này là xong rồi anh em. Tu đai xong rồi ship máy về cho khách nha anh em. Mình tắt cái máy nói chuyện với anh em. Thì cái máy này hôm bữa là mình đã nói là khách mua đồ tự về rồi tự làm. Mình cũng đã có nói là cái lòng này nó đã lớn cốt rồi. Ở video trước thì chắc là chủ xe cũng đã coi rồi. Dên thì bị lột tay. Riêng cái bộ nồi thì còn khá là đẹp. Mình ráp lại cho khách, còn mấy cái kia mình phải gia công làm lại nha anh em. Số thì hầu cũ cũng vậy, số nó càng nặng mình cũng đã canh lại làm lại rồi. Đó. Coi như là tóm lại là khách gửi lên là đầu lòng, dên, nồi là khách có nói xe Trung Quốc nhưng mà vô một số đồ là vậy đó. Còn cái sâu lửa này là cũ khách nó còn nguyên dạng vậy đó.
bây giờ là tranh thủ lưu đai rồi gửi máy về cho khách anh em. Anh em nào mà trước khi gửi máy đi á, đã tin á thì làm, còn không tin thì thôi. Đồ của mình ở nhà mình làm dấu á, đi chụp hết đồ hết đi ha. Đó, còn mình ở đây mình làm là có những anh em ở ngoài Bắc rồi ở ngoài Hà Nội cũng gửi vô làm quay Thái quay đồ, rồi mình cũng làm xong quay video lại cho coi. Cũng nói thật với anh em, nếu mà muốn đổi đồ á, thì cũng không phải nói là quay video là không đổi được đâu. Đổi thừa sức đổi luôn, nhưng mà nghĩ sao ở xa người ta gửi ở đây mình làm mình lấy tiền công. Thà mình lấy 5-700 một triệu đi. Đổi đồ làm cái gì anh em ha? Anh em đừng có quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà tiệm này là chỉ một mình với đệ tử thôi. Đệ tử lóc chóc nó làm thôi, không có ai vô đây hết á. Không có mắt nào của có ốc nào của anh em đâu. Đó, chẳng qua là đôi khi anh em tự nhiên đi từ hầu giờ xe sửa đâu năm gò 7 cộng không đấy, tự nhiên đem tôi sửa về để ý có cái này cái nọ mà lắm ha. Anh em nào tin thì mình dùng, còn không tin thì không dùng. Như Tàu Tháo nha anh em ha, cũng đang yêu quá mệt lắm nha. Video thì mình tâm sự chút xíu anh em như vậy rồi. Này đang đóng thùng để gửi đi Trung Quốc anh em ơi. Vừa lấy cây bụt lồng em, lấy bụt lồng viết. Nhiều lúc người ta chuyển đi lật ngửa lật nghiêng. Ở trong cái máy này lúc nào mình cũng bịt lại ống thông hơi rồi nha anh em. Anh em về gỡ cái ống thông hơi ra nha. Ngày nhiều lúc mình làm kỹ lưỡng nhưng mà người ta ship đi, người ta để lộn đầu anh em, lát người ta lấy bụt lồng vẽ mấy cái bụt lồng kỹ lên. Vừa lấy bút lông kìa Phương, lát nữa mình xuống là Viettel họ sẽ dán cái địa chỉ rồi lên đây anh em ơi. Rồi kết thúc một con xe. Cây búp lông hết mực rồi. Bữa nay rảnh rỗi đi ship hàng luôn anh em ơi. Mấy ông giao hàng thì đôi khi ổng ổng không có cẩn thận anh em ơi. Không mà búp cho mấy cái mít lên. Vậy mà đôi khi máy tới nơi là lộn đầu lộn đuôi. Khổ lắm. Anh em mà nhận máy thì kiểm tra lại nha, kiểm tra lại đàng hoàng, bị nứt bị bể được gì không. Khổ lắm, đi xa mà. Này chắc đi Phú Quốc chắc là đi máy bay rồi, thùng hàng này được đi máy bay chứ tôi chưa bao giờ được đi máy bay anh em ơi. Rồi vậy được rồi, bye bye anh em nha.